lại tất cả các vị mến thương trong diễn đàn. Trước khi đến những bản tin thời sự thì Trung Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và những sự may mắn và tốt đẹp sẽ đến cho các quý vị và cả luôn người thân và gia đình. Và bây giờ chúng ta đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng mà chúng ta đang chờ đợi với cái tựa đề là quá sốc luôn. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân với những quốc gia cường quốc. Cái câu nói này là ai nói ngày hôm nay? Ngày hôm nay báo chí xôn xao về cái lời nói này. Cái lời nói này là cái điều mà chúng ta các vị cũng biết. Từ lúc mà cuộc chiến tranh Ukraine nó bùng phát thì các vị cũng biết rằng người ta mới làm một cái khảo sát là con người chúng ta đi tìm kiếm trên mạng xã hội hàng tỷ người mỗi ngày search về vấn đề đệ tam thứ chiến, vũ khí hạt nhân, hủy diệt nhân loại. Ai là lời nói câu này ngày hôm nay? Tại sao phải nói cái điều đó? Đây là lời nói của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga. Ông ta cho rằng là cái hành động của Mỹ, đặc biệt là cái hành động viện trợ của Mỹ cho Ukraine, hành động của Mỹ viện trợ cho Do Thái, hành động của Mỹ viện trợ cho Đài Loan đang đốt cái mồi lửa khắp nơi trên thế giới, và nó đang thúc đẩy cái cuộc chiến tranh với đại cường quốc. Thì đại cường quốc thì có ai? Có Mỹ, có Nga, có Trung Quốc và có châu Âu. Đại cường quốc và những quốc gia có vũ khí hạt nhân. Lỗi tội đồ nhân loại này, hủy diệt nhân loại là do Mỹ. Những sự bất công của Mỹ, cái sự bất công bằng của Mỹ đang muốn kiểm duyệt vũ khí. Mỹ là kẻ thủ phạm hết tất cả mọi điều. Ông ta nói là do trong tương lai mà nếu có vũ khí hạt nhân và có cuộc chiến tranh đệ tam thứ chiến là do Mỹ. Các vị nghe cái lời phát biểu của ông Lakov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga, các quý vị có nghe thấy nó hợp lý, hợp tình không? Sao Nguyên nghe chói tai quá? Ông đang đi xâm lược một người khác, mà ông có đủ tư cách chỉ trích người ta. Nếu ông không muốn chiến tranh, ông muốn hòa bình, lùi binh. Một sát lệnh của Putin là lùi binh. Anh ký hòa bình lại cho chúng tôi, vui vẻ cả làng. Nhưng anh đâu có chịu làm điều đó. Anh hoàn toàn không chấp nhận cái điều đó. Các anh đang muốn tiếp tục mở rộng bờ cõi, đi xâm lược đất nước của người khác. Anh thả bom người ta bình 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 bình. Mà anh đi nói đạo đức gì trời? Anh không đủ tư cách để nói chuyện đạo đức khi anh đang giết người dân Ukraine. Và đi nói là ô Mỹ bơm tiền cho Ukraine, bơm tiền cho Trung Đông và bơm tiền cho Đài Loan. Nó dẫn đến cái cuộc chiến tranh toàn vẹn trên cả toàn cầu và những quốc gia cường quốc hạt nhân sẽ bước vào cuộc chiến. Đây là cái giọng điệu Nguyên nói á, là cái giọng điệu ăn ngược nói ngạo. Ăn nói chuyện mà nó không đúng đâu vào đâu cả. Và cái điều đó chúng ta đã thấy rõ được cái lời nói của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là gì? Là ám chỉ rằng là ê, chúng tôi sẽ đánh hạt nhân với anh đó để đe dọa tinh thần của chúng ta. Sợ quá rồi. Ngày xưa Nguyên sợ lắm các quý vị. Nguyên, các vị cũng biết là Nguyên nhát gan mà, đâu có anh hùng gì đâu. Nhát gan mà. Ngày xưa nghe nói là chiến tranh rồi, đệ tam thứ chiến đồ, vũ khí hạt nhân đồ, mình sợ lắm. Nguyên còn nghiên cứu làm sao mình sinh tồn mà có vũ khí hạt nhân nữa. Chiến tranh hạt nhân mình làm sao mình sinh tồn được nữa. Nó, nhưng mà bị hù giết các bạn, ngày nào cũng bị hù giết, ngày nào cũng bị đe dọa giết, nó bị chai rồi, nó bị chai luôn rồi. Bây giờ cái gan của Nguyên nó không còn cảm giác nữa. Bây giờ cái cảm giác mà khi bị nghe hù đó, nó không còn cảm giác mà Nguyên bị ghiền á. Ngày nào mà Nguyên đọc báo nữa, sao nó không hù ta, sao nghe nó sống hù mày, buồn gì. Mình cảm giác nó không còn cái chất kích thích nữa đó. Sao bữa nay không có thích kích thích, chúng mình ăn mà quen ăn ớt rồi các bạn. Ngày xưa không biết ăn cay thì thôi, biết ăn cay rồi nó ghiền. Mà ngày nào mà không nghe đe dọa vũ khí hạt nhân là bữa đó mình cái cảm giác buồn buồn gì sao đó. Cảm giác thông tin bữa nay chắc không hay lắm mày ơi. Nên là tại sao Nguyên nói đó, cái sự đe dọa của Nga và tâm lý chúng ta nó quá thường xuyên. Nó quá thường xuyên. Và nó giết nó thường xuyên tới mức độ mà chúng ta đã chai luôn. Chúng ta chai luôn, chúng ta không còn ngán nữa. Nhưng mà nói như vậy chứ lúc mà nó xảy ra chuyện thì chúng ta bắt tiệc, chúng ta phải hoang mang thôi. Cái sợ hãi của con người đó là chuyện bình thường.
sợ chết, sợ lo lắng. Bản chất con người chúng ta là gì? Đó là những cái đức tính tốt chứ không phải là xấu các quý vị nha. Đức tính tốt chứ không phải là xấu. Nên đây là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ các quý vị. Đây là lời nhắn nhủ nhẹ để gửi thông điệp rằng là cái hành động của Mỹ nó sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh hạt nhân trong tương lai. Mà nếu có đi nữa, lỗi là lỗi của Hoa Kỳ chứ không phải lỗi của Nga. Nói chung là như vậy. Ông đang tránh lỗi là thuộc về của mình. Và bây giờ Nga nổi điên, và phía bên Nga đã phát biểu ngày hôm nay về liên quan đến cái vấn đề mà Nga đã thấy được cái dấu hiệu là 300 tỷ Mỹ Kim của mình bị đóng băng trên cả toàn cầu, sẽ chuẩn bị bốc khói. Thì Nguyên nói là trước sau gì thì 300 tỷ của Nga cũng sẽ bốc khói bằng hình thức này hay bằng hình thức khác. Nga có tài sản, trước khi cuộc chiến tranh Nga có tổng cộng là 600 tỷ Mỹ Kim. 600 tỷ Mỹ Kim. 300 tỷ ở trong quốc phòng, phần lớn là vàng. Còn 300 tỷ ở lại thì Nga để ở nhà băng khắp nơi trên thế giới. Nhà băng khắp nơi trên thế giới để Nga kiếm tiền đầu tư, đó là những cái sự đầu tư của Nga ở nước ngoài. Tổng cộng là trước khi cuộc chiến Nga có 600 tỷ. 300 tỷ ở nước ngoài thì đã bị đóng băng, 300 tỷ còn lại trong đất nước thì Nga đã sử dụng trong vòng 2 năm vừa qua. Để mà bù đắp với cái hao hụt với cuộc chiến tranh, Nga đã dùng số tiền đó để mà trang trải cho mọi sự việc. Thì hiện bây giờ Nga đang nổi cơn điên khi nghe những cái tin đồn, Nguyên nói là nghe những tin đồn, đặc biệt là những hành động của Pháp gần đây là tịch thu nhà vợ cũ của Putin, rồi tịch thu bạn thân của Putin, tàu bè bạn thân của Putin và nhiều quốc gia khác đang làm tương tự như vậy, với cái mục đích chung là chuyển cái số tiền này cho Ukraine, vì không thể giúp Ukraine mãi mãi được. Vì 300 tỷ này cũng có thể giúp Ukraine trong vòng ít nhất là 1 năm trời không cần lo lắng kinh phí. 1-2 năm khỏe, không cần lo lắng kinh phí, 1-2 năm là khỏe luôn. Nên là cái điều đó là cái điều mà Ukraine, NATO và châu Âu đã có ý định đó rồi mà chưa thực thi được, nhưng mà Nguyên nghĩ là vài tháng nữa thôi. Sau khi cái gói trợ cấp của Mỹ, vài tháng sau số tiền này đã sử dụng hết, 3, 4, 5, 6 tháng sau sử dụng sẽ hết, thì bắt đầu người ta phải tính đến cái biện pháp đó. Thì Nga đã không biết nghe được thông tin tình báo từ đâu, Nga không biết nghe được thông tin tình báo từ đâu, gián điệp của Nga đã công bố cho Điện Kremlin biết là NATO, Mỹ, châu Âu đang âm thầm chuẩn bị đưa ra cái kế hoạch đem 300 tỷ này sẽ viện trợ cho Ukraine. Ngay lập tức Putin đã mời phía bên Bộ Tài chánh của mình lên và gửi thông điệp cho phía phiên NATO liền. Nếu các anh làm như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị đưa cái hồ sơ, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những đạo lực để mà đáp trả. Các anh sẽ thiệt hại nhiều hơn, chúng tôi sẽ đáp trả nặng nề hơn những gì mà các anh trừng phạt chúng tôi. Nếu các anh dám đem điều này thì cái hậu quả các anh phải hứng chịu vô cùng nặng nề. Putin đi họp khẩn cấp, có nghĩa là có một cái thông tin đâu đó đó. Hiện bây giờ cái bản tin các vị biết là không ai biết là NATO và châu Âu mấy ông họp cái gì. Trong mấy ngày gần đây thì có nhiều cái buổi họp lắm mà nó không được chia sẻ ra bên ngoài. Thì không biết Nga lấy tình báo ở đâu thì Nguyên không biết. Mà Putin phải gấp rút họp với phía bên Bộ Tài chánh và liệt kê ra những tài sản của châu Âu, mấy cái người mà có đầu tư ở tại Nga đó, và chuẩn bị đưa ra một cái hồ sơ, nếu anh tịch thu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tịch thu cái này của các anh, vân vân và vân vân, và chúng tôi có những lệnh trừng phạt khác để cho anh các anh thiệt hại nặng nề hơn. Thì Nguyên không biết là Nga trừng phạt được gì cho ai, Nguyên cũng không thấy là Nga có thể trừng phạt gì hết. Mà Nga cầm nguyên cái hồ sơ gì nè, Nga nói các anh đụng, các anh mà lấy tài sản của chúng tôi các anh sẽ biết, viện trợ Ukraine các anh sẽ biết. Thì Nguyên cũng không biết là có ai đầu tư về cho Nga hay không, thì Nguyên không biết. Nguyên chỉ biết là trước đó, trước khi cuộc chiến tranh thì có nhiều tập đoàn ở trên thế giới đã đầu tư tại Nga, mà phần lớn đó họ cũng bắt đầu rời khỏi Nga dần dần rồi. Nhiều tập đoàn công ty, có vài tập đoàn của Pháp vẫn còn, tập đoàn lớn đó, nhưng mà phần lớn 80-90% là những tập đoàn đó đã bán lại cho Trung Quốc
bán lại cho Nga, họ đã rời khỏi đất nước rồi. Số còn lại vẫn là con số nhỏ thôi. Quy không biết là Nga sẽ tịch thu được cái gì, mà Nga bảo đảm rằng là nếu NATO mà làm thì Nga sẽ đáp trả, và NATO là người thiệt hại nhiều hơn Nga nhiều. Đó, tình hình gây cấn, nhiều vấn đề đang gây cấn và hấp dẫn, ly kỳ bi đát quý vị. Nói chung là ông Nga ông sợ, ông rất là lo. Vì Trung Nguyên nói á, trong cái cuộc chiến tranh này Nga đã bại về kinh tế. Mà chắc chắn là các quý vị sẽ không đồng ý, nghe bác Red Bull là không đồng ý. Ngày hôm qua có mấy bác mới vào viễn diễn đàn không hiểu chữ Red Bull. Red là đỏ, Bull là bò, Red Bull là bò đỏ đó. Cho nguyên mạng phép dịch là như vậy đó. Mấy bác Red Bull không chấp nhận và vẫn nghe cái báo cáo của Nga là nền kinh tế Nga ổn định. Trên bề mặt thì Nga chưa sụp đổ về kinh tế, vì Nga được sự yểm trợ đến từ Trung Quốc. Nga được sự Trung Quốc bơm tiền vào. Nhưng mà Trung Quốc đâu phải bơm tiền không. Trung Quốc lúc nào cũng gây một cái bẫy nợ trên thế giới. Các quý vị đi khắp Á Châu, các quý vị sẽ biết được là người ta ghét Trung Quốc cỡ nào. Chỉ có Việt Nam mình là phái ôm Trung Quốc với Campuchia thôi. Nè, Thái Lan ghét Trung Quốc, Mã Lai ghét Trung Quốc, Đài Loan ghét Trung Quốc, Indonesia ghét Trung Quốc, Philippines ghét Trung Quốc, Nam Hàn cũng chẳng ưa về Trung Quốc, Nhật Bản cũng chẳng ưa về Trung Quốc, Bhutan, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, có quốc gia nào ưa Trung Quốc đâu. Mình đi, mình thực tế mình đi du lịch đó, mà nó nhìn mày nè, are you from China? Mà các quý vị nói yes một cái là cái mặt nó gì vậy nè, cái mặt nó thể hiện liền luôn á. Mình ha, tao người Việt Nam, Việt Nam, welcome, ăn cơm. À, để cho các quý vị biết là sao vậy, tại sao Trung Quốc ở khối Á Châu chúng ta ai cũng ghét Trung Quốc, là bởi vì cái hành động cư xử của họ, do cách ăn ở, họ gài cái bẫy nợ, rồi bắt đầu họ ép những cái quốc gia đó phải trả nợ tiền lời và tiền lãi, và cuối cùng đi đâu người ta gặp nghe cái chữ Trung Quốc là người ta ngán lắm. Ấn Độ này mà thực tế mấy cái thằng mà chạy xe túc túc đó, nó nhìn mình Á Châu nó có phân biệt thằng nào Trung Quốc là người Việt Nam đâu, cái mặt lúc nào nó cũng hầm vậy đó, nhưng mà nói Việt Nam thì nó vui vẻ à, mà nói Trung Quốc là hơi mệt với nó đó. Vì Trung Quốc đã gây cái bòn bẫy nợ, rồi Trung Quốc lúc nào cũng lấy cảng người ta, lấy đảo của người ta, rồi đặt ra những đặc khu. Đặc khu để làm gì? Đâu phải đặc khu kinh tế đâu, đó là đặc khu kinh tế và cả luôn quân sự, để gián điệp và tình báo của Trung Quốc, những cái máy móc nghe lén của Trung Quốc có thể đặt ở ngay trong trụ sở của đất nước của mình, và có thể thao túng hoàn toàn về chính trị và kinh tế. Nên là nói chung chung là đi đâu Trung Quốc người ta không ưa. Đó, thì tại sao Nguyên biết là do họ ăn ở như thế nào. Nên là cái điều đó là các quý vị phải thận trọng nha. Đi nước ngoài phải nhớ là tôi là người Việt Nam nha. Đi dập đường bây giờ đi châu Á Châu mà kêu là Trung Quốc là hỏi sao mà chúng hiểu lầm rồi. Tại sao mình đi mình gặp cái chuyện là vậy đó. Để cho các quý vị thấy rõ được là thế giới ngày hôm nay không phải là chúng ta lên án Trung Quốc không, mà chúng ta cả thế giới ngày hôm nay cái hành động của Trung Quốc, ăn ở của Trung Quốc người ta không thể chấp nhận được nữa. Tất nhiên Trung Quốc đã làm văn với chính phủ, nhưng mà người dân họ cảm nhận được, họ biết được. Và bây giờ tiếp tục trong những bản tin mà Trung Quốc là kẻ thủ phạm nuôi dưỡng Nga, và các quý vị nghĩ là người dân Nga sẽ ưa Trung Quốc chăng? Vì Trung Quốc đang thao túng nền kinh tế của đất nước Nga và Nga đang suy yếu dần. Nghe trong tương lai nói thiệt với các quý vị đó, là bị Trung Quốc nó thao túng như bàn tay vậy nè. Quý nói là cả cuộc đời của Putin, cái sai lầm lớn nhất của ổng là đánh vào Ukraine. Ông ta đã đưa cái đất nước Nga của ông ta tặng cái món quà quá lớn cho Trung Quốc. Tối rồi thì các quý vị sẽ biết rằng là người dân Nga họ phẫn nộ sau khi cái đất nước Nga đã nằm trong tay của Trung Quốc như thế nào. Chỉ cần 5-6 năm nữa, cuộc chiến tranh này kéo dài vài năm nữa thôi là nền kinh tế của Nga đều nằm trong tay của Trung Quốc hết. Trung Quốc hết. Người dân Nga 100% là Trung Quốc.
còn ban giao được ra ai mà xài sản phẩm, xài đồ made in China không, hãng xưởng đều là China không, chủ là tương lai là China hết. Tất cả nền kinh tế của Nga, công nghệ của Nga sẽ nằm trong tay của Trung Quốc hết. Và cái điều đó Nguyên nói là ông Putin đã vô tình dâng cái đất nước Nga vĩ đại lớn như vậy cho Tập Cận Bình một cái món quà miễn phí. Và Putin sẽ là tội đồ của đất nước Nga sau khi ông ta ngẫm cụ tội. Ngẫm cụ tội các vị. Chừng nào ông ngẫm thì Nguyên không thể là tiên tri Nguyên đoán được. Nhưng mà Nguyên nói trong lịch sử của đất nước Nga, bởi vì sao Nguyên vẫn ngồi thắc mắc đến ngày hôm nay mà Nguyên tâm tình với các quý vị. Trước khi Putin đánh chiến tranh là Putin đi gặp Tập Cận Bình. Rồi không biết tại sao Putin quay trở về nước, Putin đã đánh chiến tranh. Khi lúc đó Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng, tại sao ổng không đợi? Ổng không đợi chờ. Đánh Ukraine đâu có cần muộn. Thí dụ ổng muốn đánh Ukraine đâu có muộn, tại sao ổng không có đợi chờ? Ổng đợi Mỹ với Trung Quốc xảy ra xích mích. Rồi Mỹ và Trung Quốc đụng độ, thí dụ là như vậy. Ổng ngồi ổng nhịp đùi, ổng bán dầu hỏa, bán vũ khí không sướng sao? Không sướng sao? Ngồi nhịp đùi kiếm tiền mà khí tài quân sự mạnh không sướng sao? Rồi đợi hai cái quốc gia này nó đánh qua đánh lợi nó suy yếu. Lúc đó tao đánh Ukraine tao nuốt trọn Ukraine phải ngon lành cành đào không? Cái bài tính của Putin nó quá dở. Nguyên kêu là quá tham lam, quá gấp gúc và tính sai nước cờ. Cuối cùng cái người lợi không phải là Putin khi lúc đó Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng, từ thời Bắc Trung đã căng thẳng rồi. Vì vấn đề của Đài Loan, vì vấn đề của Nam Hàn, vì vấn đề của Nhật Bản. Tự anh chạy vô đi làm pháo đầu, làm con chốt hy sinh. Bây giờ cuối cùng là Tập Cận Bình ngồi nhịp đùi. Bây giờ Tập Cận Bình là ngồi nhịp đùi, hưởng lợi. Nguyên nói mình phân tích, chứ mình không phải là xúi dục như vậy. Nguyên chỉ là phân tích một cái câu chuyện. Nếu Putin làm ngược lại thì cái người mà hưởng lợi chính là Putin, chứ không phải là ông Tập Cận Bình ngày hôm nay. Tập Cận Bình ngày hôm nay phải đối đầu với những cái khó khăn của Đài Loan, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ. Và Tập Cận Bình phải chạy đau chạy đáo. Nhưng ngược lại bây giờ Tập Cận Bình thì rất là khỏe. Tại sao Mỹ phải gửi ông Blinken qua bên Trung Quốc? Vì muốn thỏa thuận với Trung Quốc, vì vấn đề của Nga. Thì tại sao Nguyên nói với các quý vị rằng là nhiều khi cái sự quyết định của một nhà lãnh tụ, sự quyết định sai lầm của họ, đặc biệt là những quốc gia độc tài, vì không có người cản họ, không có tiếng nói đối lập, không có người cản họ, sự quyết định sai lầm của họ nó sẽ dẫn đến đất nước diệt vong là gì? Vì họ quyết định hết một mình. Mà con người mà đâu phải lúc nào cũng anh minh thần võ, đâu phải lúc nào đầu óc nó cũng minh mẫn, thì cái sự quyết định mình nó sẽ sai lầm. Mà nếu mà không có ai kế bên mình, răn đe mình, không có ai ngăn chặn mình, mà cái quốc gia độc tài thì ai ngăn chặn được? Nên đó là cái sai lầm lớn nhất của những quốc gia độc tài. Đối với Nguyên, Putin là một người cực kỳ là thông minh. Putin cực kỳ là giỏi trong nhiều lĩnh vực. Ông ta đã từng là một cái người không có liên quan đến chính trị, ở trong tình báo thôi. Một người không ai biết tên tuổi hết, mà ông ta đã nắm quyền mấy chục năm của đất nước Nga, không phải là một người dở. Nhưng cuối đời, tuổi già rồi, đầu óc của ổng nó không bị vấn đề. Và sự quyết định đã đưa đất nước Nga của ổng đi đến một cái bậc thẳm thảm tệ nhất của lịch sử. Trong lịch sử của đất nước Nga có lên có xuống, có lên có xuống. Nhưng đất nước Nga chưa bao giờ gớt vào trong bất cứ một cái quốc gia nào thao túng hết. Trong lịch sử Nga thì có những giây phút huy hoàng, cũng có giây phút tệ bại. Nga cũng bị Đức tấn công, bị thời Napoleon tấn công, nhưng Nga chưa bao giờ bị ai thao túng hết. Nhưng Putin có thể dẫn đất nước Nga đi đến cái giai đoạn bị một cái quốc gia khác hoàn toàn thao túng và nắm trong tay. Đây là cái sự phân tích của Nguyên về vấn đề của Nga và Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta cập nhật bản tin của quốc tế. Sẵn tiện thì Trung Nguyên nói về chút xíu về Nhật Bản. Các quý vị, cách đây một hai ngày thì Nhật Bản đã xảy ra một cuộc tai nạn trực thăng. Hai chiếc trực thăng quân sự đã rơi xuống biển. Hiện bây giờ thì vẫn chưa biết cái nguyên nhân và lý do. Tình trạng của Nhật Bản hiện bây giờ là tình trạng đang báo động cho cuộc chiến tranh.
Năm nay thì Nhật Bản đã tăng cường cái quốc phòng lên tối đa, có thể nói là lên tới một con số mà tới 500 mấy tỷ Mỹ kim, là một con số hơn nhiều thập kỷ vừa qua chưa bao giờ có. Năm 1945, chính phủ của Nhật Bản đã không chú tâm về khí tài quân sự. Khi lúc đó Nhật Bản là cái quốc gia sản xuất vũ khí, có công nghệ vũ khí cực kỳ là cao từ thời đại nhị thế chiến. Nhưng bởi vì họ chú tâm về kinh tế, họ chú tâm về xây dựng lại đất nước mới, nên là họ đã không để tâm về vấn đề khí tài quân sự. Và phần lớn là vũ khí của họ là họ mua của Hoa Kỳ, phần lớn chứ họ không sản xuất luôn. Và bây giờ thì cái bối cảnh nó lại khác. Với cái tình trạng của thế giới căng thẳng ngày hôm nay, thì Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra một cái chiến lược mới. Nhật Bản phải biết rằng là đồng minh là một chuyện, nhưng chính bản thân mình phải đủ mạnh. Vì người ta nói là muốn hòa bình, phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Khi các quý vị muốn đất nước mình hòa bình, không ai xâm lược, mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Mình phải đủ mạnh để cho người ta kiêng nể mình mà người ta không tấn công mình. Nên bởi vì cái tình hình địa lý chính trị, đặc biệt là Nhật Bản giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều. Theo thống kê vào tháng 1 cho biết, thì Nhật Bản đã xếp hạng thứ 6 đầu năm 2024 là cái quốc gia giúp đỡ nhiều nhất cho Ukraine. Tiếp hạng thứ 6 này các quý vị. Nên là bởi vì cái sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhật Bản nó đã dẫn đến cái địa lý chính trị với Nga. Nếu chúng ta nhìn về diện tích gần gũi thì Nga và Nhật Bản rất là gần. Nên bởi vì cái sự đe dọa của Nga, tiềm năng đe dọa kế bên với cái sự đe dọa của Trung Quốc, với trong cái sự xích mích của lịch sử, thì nó đã dẫn đến Nhật Bản phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Và Nhật Bản sẽ còn tăng cường thêm nữa đến năm 2027-26, có thể tăng lên tới 600 tới 700 tỷ Mỹ kim. Có nghĩa là Nhật Bản sẽ đi đến một cái giai đoạn vượt tốc trong những năm kế tiếp. Và đây là để cho sẵn sàng cho một cuộc chiến. Tâm lý của Nhật Bản đang chuẩn bị cái điều này. Cái thời gian để mà có thể củng cố Nhật Bản phải cần từ 4 năm. Có nghĩa là Nhật Bản phải cần 4 năm hòa bình. 4 năm hòa bình để có thể củng cố đủ khả năng bước vào một cuộc chiến lớn. Thì đây là thông tin của Nhật Bản mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị. Vì trong trưởng đàn của chúng ta nói bản tin của quốc tế. Ngày hôm nay thì cũng không may cho Malaysia, hai trực thăng đụng độ với nhau. Nguyên không biết lái trực thăng mà bị đụng nhau được cũng hay thiệt. Nguyên không biết là mấy ông này ông có bị gì hay không, nhưng mà lái trực thăng xe hơi thì đụng với nhau là chuyện thường, mà này trực thăng với trực thăng đụng với nhau mà Nguyên cũng không hiểu tại sao mà đụng được nữa. Nên là xảy ra một cái tai nạn cũng liên quan đến hai trực thăng ở tại Malaysia. Cô chú anh chị em, đó là bản tin nho nhỏ ở liên quan đến Malaysia mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi nhiều những bản tin đang sôi động hấp dẫn mà Nguyên muốn chia sẻ. Các vị cũng biết đó, là hiện bây giờ trong cái tình trạng của Đài Loan mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị, không may cho Đài Loan là hiện bây giờ động đất, mấy ngày gần đây là động đất, rồi bữa nay động đất nữa, và 80 cái động đất, nó nhỏ nhỏ thôi và có một cái lớn. Thì đây nó cũng ảnh hưởng khá nhiều cho Đài Loan, vì Đài Loan có nhiều kiến trúc cũ, kiến trúc nó không được sự tu bổ, và nó làm cái sự động đất nhỏ cũng làm thiệt hại nặng nề. Hiện bây giờ con số ca tử vong hay thiệt hại về tài sản thì chính phủ Đài Loan chưa có nêu lên. Cái điều là Đài Loan không may là đã có nhiều sự động đất trong thời gian quá ngắn, khi cái tiềm năng đe dọa của Đài Loan cực kỳ là cao. Mà trong Nguyên phân tích, bởi vì trong diễn đàn của chúng ta đó có nhiều cô chú anh chị em ở Đài Loan rất là bận tâm, và nhiều khi thì hỏi Nguyên về vấn đề khí tài quân sự như thế nào như thế nào, thì trong Nguyên nói Đài Loan nó không giống như là Ukraine, cũng không giống như là Do Thái. Đài Loan là hoàn toàn khác, và Nguyên đã đến Đài Loan rồi. Đài Loan có cái ưu thế của thiên nhiên mà Do Thái không có. Đài Loan phần lớn xung quanh Đài Loan là hòn đảo, là một, xung quanh Đài Loan là đều đồi núi hết. Đài Loan đã có cái pháo đài của thiên nhiên bảo vệ, cái đó là cái ưu thế của Đài Loan, mà trừ khi Nguyên đến Đài Loan mới biết điều đó. Trước khi Nguyên đến Nguyên không thấy. Nguyên trong đầu của Nguyên là cái hòn đảo là chắc là đồng bằng thôi, nhưng mà Nguyên đến rồi Nguyên mới thấy phần lớn những thành phố của Đài Loan xây dựng á, là ở thung lũng
xung quanh là đồi núi. Nên thứ nhất là Đài Loan đã có cái ưu thế về cái bảo vệ của thiên nhiên. Diện tích đai của Đài Loan không lớn. Đài Loan không phải là quốc gia xâm lược nên Đài Loan không cần quá đầu tư về máy bay. Máy bay nó tốn kém nhiều lắm. Máy bay, các quý vị phải nhớ là máy bay các quý vị tốn kém rất là nhiều, các quý vị phải tu bổ, tu sửa, còn phải có phi công máy bay, đặc biệt là những máy bay bây giờ nó dễ bị tiêu hủy. Máy bay bây giờ một cái tên lửa, nhiều khi máy bay thấp, một cái quả tiễn dắt dai cũng bắn được cái máy bay nữa. Nên máy bay bây giờ nó dễ tiêu hủy chứ không phải là giống như ngày xưa. Xe tăng bây giờ cũng dễ bị tiêu hủy, một cái chiếc máy bay không người lái 500 đô tiêu hủy một chiếc xe tăng 2 triệu như chơi. Nên cái chiến lược của Đài Loan là chú tâm vào hệ thống phòng không và quả tiễn, đặc biệt là tạo ra những pháo đài phòng thủ vững chắc qua những cái hầm, cái hố, đặc biệt là được cái ưu đãi của thiên nhiên có thể đặt những hệ thống phòng không ở trên những đồi núi để khi kẻ địch tấn công vào thì nó không thiệt hại đến tính mạng. Dù họ tiêu hủy được cái pháo đài đó thì tính mạng của con người nó không có ảnh hưởng. Nên nói chung là phải chú tâm về đó, chú tâm về máy bay không người lái, xuồng không người lái, tàu ngầm không người lái, quả tiễn tầm ngắn bắn khoảng 300 cây số là đủ, 300-400 cây số là đủ. Và làm sao Đài Loan có thể sản xuất được vũ khí trên lãnh thổ của mình mà không chờ đợi sự giúp đỡ của phương Tây? Vì Đài Loan là cái hòn đảo, mai mốt người ta cung cấp bằng cách gì, người ta viện trợ bằng cách gì? Không phải giống như là Ukraine, Ukraine có thể đi đường Ba Lan, đi đường Rumani, nhiều đường khác Ukraine có thể đi được. Nhưng mà Đài Loan là phải đủ khả năng sản xuất đạn dược cho mình cầm cự. Và nó có một cái biện pháp khác, nếu Đài Loan có công nghệ này, và cái công nghệ này hiện bây giờ ai cũng đang chạy đua hết, đó là công nghệ laser. Vì đạn dược quả tiễn nó tốn kém quá nhiều để phòng thủ. Hiện bây giờ Do Thái cũng đang nghiên cứu về cái phòng thủ bằng laser. Vì các vị cũng biết là một cái phòng thủ, một cái quả tiễn của Patriot là 2 triệu đô. 2 triệu đô. Nếu kẻ địch bắn một cái ngàn, một ngàn cái quả tiễn thì các vị phải phòng thủ 1.000 cái quả tiễn thì tốn kém quá nhiều. Nên là hiện bây giờ thì người ta muốn dùng năng lượng laser thì đơn giản là chỉ cần dầu hỏa laser bắn được là tiêu hủy được, là tốn kém không có nhiều, chỉ cần có năng lượng là được. Và tốn kém kinh phí nó rất là hao đỡ tốn nhiều. Nên hiện bây giờ Mỹ, Anh Quốc, Pháp và Do Thái là bốn quốc gia đang dẫn đầu về nghiên cứu cái phòng thủ của laser. Bốn quốc gia đang nghiên cứu trong tương lai nha, là thay đổi cái vấn đề mà đạn dược vì tốn kém kinh phí quá. Cái phòng thủ cái này nó không thể kéo dài vì tốn kém kinh phí quá, nữa là tương lai là laser. Nếu mà Đài Loan là trong quốc gia có công nghệ chip bán dẫn và có đủ khả năng nghiên cứu cái điều này thì bây giờ Đài Loan phải nên bỏ đầu tư vào nghiên cứu. Đầu tư vào nghiên cứu vì cái cuộc xâm lược của Trung Quốc chỉ là thời gian thôi. Không bây giờ, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau thì Trung Quốc cũng đánh Đài Loan à. Trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ muốn tấn công Đài Loan, nên là chuẩn bị bây giờ nó không bao giờ muộn hết. Đặc biệt là các quý vị biết là những quốc gia tự do dân chủ, mấy ông tổng thống thay đổi không ngừng, mà mỗi ông tổng thống đều có những cái quan điểm trái chiều hết. Nên là chính phủ của Đài Loan là phải chuẩn bị bây giờ. Chuẩn bị bây giờ. Đài Loan có thể làm thiệt hại Trung Quốc rất là nặng nề, không phải giống như là Do Thái. Bởi vì giữa Do Thái và Iran là 2.000 cây số. Đài Loan và Trung Quốc là kề bên nhau. Nên là khi Trung Quốc tấn công, Đài Loan có thể đáp trả lại và tấn công chính xác khi quả tiễn của Đài Loan có những quả tiễn đi tới mấy ngàn cây số. Mấy ngàn cây số Đài Loan có dư quả tiễn bắn những cái nơi trọng tâm, những cái nơi nguy hiểm của Trung Quốc. Có thể là nhắm vào trọng tâm của Trung Quốc, rất là nguy hiểm, có thể trả đũa Trung Quốc và Trung Quốc có thể hứng chịu được cái thiệt hại nặng nề. Và cái điều đó là cái ưu thế của Đài Loan. Chỉ có điều nguyên nó duy nhất là Đài Loan là cái hòn đảo. Đài Loan phải tính về lương thực, tính về thiết bị vũ khí cầm cự dưới cái thời gian mà bị bao vây. Nếu Đài Loan mà tính không ra cái biện pháp đó mà tự sản xuất trong đất nước, tự trồng trọt trong đất nước để nuôi mấy chục triệu dân, 23 triệu dân, sẽ là một sự thất bại.
Nên cái quan trọng là Đài Loan không trông cậy về Mỹ mà phải tự sản xuất trong đất nước. Vì Đài Loan là cái hòn đảo không có đi đường nào được hết. Bị mấy chục, cả trăm chiếc tàu của Trung Quốc bao vây sao đi vô được. Không phận thì máy bay nó bắn bom, nó thả bom thì làm sao đi được. Ai mà viện trợ được. Đâu có ai độn thổ hay là ai có phép màu gì đâu. Nên là Đài Loan phải củng cố lương thực, củng cố vũ khí phòng thủ, sản xuất vũ khí, lập những cái hãng xưởng ở dưới lòng đất để tránh bom đạn. Phải lập những cái hãng xưởng chế tạo vũ khí ở dưới lòng đất để tránh bom đạn. Lập những cái trụ sở quan trọng hạ tầng ở dưới lòng đất. Và chỉ như vậy thì Đài Loan không sợ Trung Quốc. Đài Loan mà có thể xây dựng lại tất cả những hạ tầng ở dưới lòng đất để bảo vệ cho dân dân, thì Trung Quốc có tấn công bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng. Và Trung Quốc chỉ có hứng chịu sự thất bại khi sự đáp trả của Đài Loan. Nhưng cái đó phải cần thời gian, cần kinh phí, cần tiền bạc. Chúng ta không thể nói một ngày một bữa. Theo Nguyên mới chuẩn bị làm cái điều đó, Đài Loan phải mất từ 12 năm. 12 năm. Với cái hạ tầng của Đài Loan mà Nguyên đã tới Đài Loan rồi, thì Nguyên đánh giá là 12 năm. Vì Đài Loan có nhiều mặt Đài Loan còn chưa phát triển được tốt. Nhiều mặt Đài Loan còn chưa phát triển được tốt. Nên là Đài Loan phải mất khoảng tầm 12 năm. Nếu nói những gì mà Nguyên đang chia sẻ đó, thì Đài Loan mất khoảng tầm 12 năm để có thể thực thi được những cái phòng thủ. Vậy thì Đài Loan hiện bây giờ phải cầu mong đồng minh Mỹ không buông bỏ mình một cái thời gian dài. Bây giờ phải cầu mong Mỹ mấy đời tổng thống nữa không buông bỏ mình. Nên là Đài Loan cái khổ là cái chỗ đó đó. Phải cầu mong mấy đời tổng thống nữa, vì một ông tổng thống Mỹ chỉ có 4 năm thôi. Ba đời tổng thống nữa không buông bỏ mình thì lúc đó không cần Mỹ giúp đỡ nữa. Nhưng bây giờ phải cần đồng minh giúp đỡ. Đài Loan bây giờ là phải cần đồng minh. Nguyên mong là chính phủ Đài Loan sẽ tìm ra những cái biện pháp đồng minh giống như Nhật Bản nè, Nam Hàn nè, Mỹ nè, châu Âu nè. Thì Đài Loan sẽ có thể cầm cự đến cái thời điểm đó. Chứ ngày xưa thì Nguyên không biết, các quý vị, Nguyên chưa đến Đài Loan á, thì Nguyên không nhìn thấy địa lý và Nguyên không coi được hạ tầng của Đài Loan. Cái điều đó quan trọng lắm. Nguyên không nhìn được hạ tầng của Đài Loan. Và bây giờ thì Nguyên đánh giá là 12 năm. Chứ ngày xưa thì Nguyên nghĩ chắc là lẹ hơn. Nhưng bây giờ Nguyên coi kỹ lại rồi thì Nguyên nghĩ là 12 năm Đài Loan mới có thể đủ thời khả năng tự bảo vệ mình mà không cần bất cứ một cái quốc gia nào nhúng tay vào. Nên thời gian nó cực kỳ là dài. Cực kỳ là dài. Đó là cái sự phân tích của Nguyên về Đài Loan dành cho tất cả cô chú anh chị em nào yêu mến Đài Loan để tìm hiểu về đất nước Đài Loan. Nguyên nói là một cái, Nguyên đã đi du lịch một cái chuyến Á Châu này gần cả 10 quốc gia. Thì các vị cũng biết là Nguyên đi gần 2 tháng rồi, vòng vòng gần 2 tháng rồi. Nguyên đi rồi chừng nào Nguyên về là chắc là cũng gần 2 tháng rồi đó. Nguyên đi cũng khá lâu, cái chuyến đi cũng khá lâu. Thì Nguyên đã nhìn thấy được cái nhiều cái phía cạnh, và đặc biệt là địa lý chính trị. Thì Đài Loan là Nguyên đã đánh giá được cái tình trạng của Đài Loan. Nguyên cũng đánh giá được cái tình trạng của Nam Hàn và của Nhật Bản. Thì cái điều đó nó cái vấn đề của những cái mỗi quốc gia nó đều khác nhau, vì hoàn toàn khác nhau hết. Hạ tầng của Nhật Bản thì cực kỳ là tốt. Hạ tầng của Nhật Bản thì là tốt, nên là nếu mà Nhật Bản bước vào cuộc chiến thì Nhật Bản sẽ có những biện pháp lẹ hơn, với cái khả năng kinh phí của Nhật Bản nó sẽ khác biệt với Đài Loan nhiều. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam chúng ta một chút. Các quý vị cũng biết là Việt Nam chúng ta đang họp, Quốc hội đang họp. Trước đây thì chúng ta có nghe một cái tin đồn là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ từ chức. Mà tin đồn Nguyên cũng có đưa đó. Nhớ không? Nhớ tin đồn mà chúng ta nói dữ lắm đó. Đồn dữ lắm. Hiện bây giờ thì chưa thấy từ chức. Ngày hôm qua thì cái ông phó của ổng, cái người trợ lý của ông phó của ổng thì bị bắt rồi. Ông phó của bác Vương Đình Huệ thì bị bắt rồi. Nhưng mà hiện bây giờ bác Vương Đình Huệ thì vẫn chưa nghe tin. Chưa nghe tin là Dứt Hơn từ chức. Ổng còn mới phát biểu trong cái buổi họp ngày hôm nay. Và cái buổi họp kết thúc, ổng có bị từ chức hay không thì không biết. Chưa xuống. Báo bữa nay chưa nói xuống. Ổng còn phát biểu mà. Ổng còn phát biểu ngày hôm nay chưa xuống. Nhưng mà có cái dấu hiệu là xuống. Bởi vì đàn em của ổng bị bắt rồi. Mà thường đàn em là làm theo lời đàn anh. Nhưng mà mình làm một cái giả thuyết
có khi nào mà mấy bác nhà ta bỏ cho bác Vương Đình Huệ không? Bắt thằng đàn em cảnh cáo thôi không? Lấy một thằng chết thế thôi không? Vì mấy bác nói như này nè, không được, nếu mà cắt chức ông Vương Đình Huệ thì mấy cái tụi thông tin phản động nó nói đúng, mai mốt dân tin tin phản động không mà không tin chúng ta nữa. có khi nào là bởi vì thông tin của phản động, mấy bác sợ thông tin của phản động đúng và người dân chạy nghe tin của phản động mà mấy bác bỏ qua cho bác Vương Đình Huệ không ta? Nguyên đang suy nghĩ cái điều đó đó. Nguyên đang suy nghĩ, Nguyên đang đọc báo Việt Nam mà Nguyên thấy nó phát biểu đó, là Nguyên đang ngập ngừng đó. Bây giờ chưa thấy nhận thông tin nào là bác Vương Đình Huệ chính thức bị cắt chức hết. Ông còn phát biểu mà ở tại Quốc hội ngày hôm nay mà. Thì Nguyên đang suy nghĩ là bây giờ cái người phó thì đã bị bắt rồi, có nghĩa là liên quan với ổng là đúng rồi đó, tin đồn là đúng rồi đó, liên quan với ổng là chính xác rồi. Và bây giờ đó mà cái chuyện mà nội bộ trong đảng nhà nước Việt Nam đó, không biết tình báo gián điệp ở đâu đó, nó môi móc thông tin, nó chia sẻ nước ngoài trước. Ở nước ngoài cái đài gì SPTN thì nó chia sẻ trước rồi. Nó chia sẻ trước rồi, nó chia sẻ mấy ngày trước luôn. Sau đó rồi nhiều đài khác mới đưa sau. Thì Nguyên cũng là chia sẻ sau mà. Mình là ăn sau để muộn thì mình nói sau chứ sao dám nói trước được. Thì Nguyên cũng lấy tin của người ta, Nguyên chia lại lại sao. Thì cái điều đó thì Nguyên mới nói là bây giờ đó bác Vương Đình Huệ ông chưa bị cắt chức mà đã chứng thực được là đàn em của ông có liên quan mà ông còn ngồi đó. Có khi nào ngồi Nguyên suy nghĩ đó, có khi nào là bởi vì tụi phản động nó đưa tin sớm quá và bây giờ đó mà bây giờ mình cắt chức liền bây giờ đó thì có nghĩa là tụi phản động nó đúng, mà tụi phản động nó đúng thì dân mai mốt nó nghe tụi phản động thôi vì tin đúng mà. Vì bây giờ mình muốn cho tụi phản động nó sai nên là mình tạm thời chưa khoan hạ cắt chức. Có phải vậy hay không Nguyên không biết. Nhưng mà có nhiều khi Nguyên nói với các quý vị đó, cái chuyện nó ngộ lắm. Cái chuyện nó ngộ lắm. Nguyên nói là không có bức tường nào ngăn chặn được gió hết. Mọi sự việc nó đều cuối cùng nó phải bị phanh phui ra ánh sáng, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là hai chủ tịch nước đã gớt đài, hai chủ tịch đất nước đã gớt đài, rồi bác Vương Đình Huệ đã gớt đài. Bác Vương Đình Huệ bây giờ mình cho là gớt đài đây, chưa gớt đài nhưng mà mình cho là có liên quan đến tham nhũng. Thì các quý vị nghĩ coi, một cái quốc gia Nguyên không cần nói người này người kia cho nó mệt, những cái người mà cầm đầu, bốn người cầm quyền nhất trên thế giới đã có hai người liên quan đến tham nhũng rồi, đúng không? Chỉ còn hai người nữa là Thủ tướng Phạm Minh Chính với Bạc Trọng. Vậy còn hai người còn này có tham nhũng không các quý vị? Người này ai mà kêu hai người này mà có tham nhũng cho Nguyên số 1? Hai ông còn lại có tham nhũng không? Bây giờ hai ông kia là mình có bìa giấy trắng mực đen, bây giờ còn cãi gì nữa? Giấy trắng mực đen bây giờ cãi gì? Bây giờ nói về đó thì từ hai ông chủ tịch nước cất đại rồi vì vấn đề tham nhũng. Rồi bây giờ chủ tịch quốc hội là bốn trụ cột của đất nước, hai chức vụ hai ông đã đi rồi. Vậy cho Nguyên hỏi, khi người dân họ nói chính phủ tham nhũng thì có gì sai? Nó đã phơi bày chủ tịch nước còn ăn mà, chủ tịch quốc hội còn ăn dày mà, thì người dân kêu chính phủ tham nhũng thì có cái gì nó bậy đâu. Vậy khi người dân nói chính phủ tham nhũng thì kêu là bôi nhọ chính trị, chính phủ rồi bắt người ta với cái tội phản động là sao? Người ta nói quá đúng chi lý còn gì nữa, có nói gì sai đâu. Hỏi chỉ coi đúng nhận sai cãi, có câu nào sai chỉ giùm Nguyên coi. Thì người ta dân nó bây giờ ông chính phủ như vậy, ổng ở tuốt ở trên kia như vậy rồi, ổng giàu sang như vậy rồi, bây giờ tính tài sản của những ông đó là bao nhiêu tiền mà ổng còn ăn mà, ổng còn ăn dày nữa, ăn nữa thì hỏi sao thằng nhỏ ở dưới nó không ăn? Vì lớn làm gương thì nhỏ bắt chước đó. Con ơi hãy nhớ lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thì bây giờ thằng cha nó làm như vậy thì thằng con nó bắt chước thôi. Rồi khi dân họ lên án, họ nói là vấn đề chính phủ tham nhũng,
Nguyên nói thật với các quý vị nghe, Nguyên nói chuyện với mấy đứa trẻ đó, 100 đứa nó đều nói một cái câu ông nào lên cũng ăn hết anh ơi. Mà Nguyên không bao giờ nói chánh trị khi Nguyên đi chơi ngoài đường nha. Bởi vì Nguyên đã nói trên diễn đàn là Nguyên đã đủ mệt rồi. Thường ở ngoài đời là gặp bạn bè là Nguyên nói chuyện xã giao, Nguyên nói chuyện vui vẻ, ai nói gì nói, à, chánh trị thì Nguyên vậy thôi. Vì Nguyên đã nói quá nhiều rồi, à, Nguyên muốn cho mình tiếp thu lại những cái kiến thức khác ngoài kiến thức chánh trị. À, thì Nguyên ít có khi nào đi bàn thảo với ai về cái đề tài vậy, mà Nguyên chỉ nghe người ta nói thôi, ai nói thì nói, tôi ngồi tôi nghe thôi. À, nói về kinh doanh, nói về thăm cảnh, đi du lịch, nói chuyện này nói kia thì Nguyên còn nói chuyện, nhưng nói chánh trị là không, đủ mệt rồi. Mà phần lớn mà Nguyên gặp người trẻ Việt Nam Nguyên đi du lịch đó ha, là 99% nó đều nói ông nào lên giống như ông ấy thôi, ông nào lên cũng hốt hết. Mà khi dân nói mà chánh phủ bỏ túi thì chánh phủ là nhảy đông động không có. Lời thật nó nói khó nghe đúng không các bác? Người ta nói mà, lời thật nó khó nghe, sự thật nó là trước mắt, dù là sự thật nó phơi bày trước mắt cũng không thể chấp nhận được. À, dù họ biết là sự thật nó trước mắt. Khi lúc đó thì cũng tội nghiệp là bác chồng, nỗ lực đúc lò, đúc lò dữ lắm, cả mười mấy năm nay đúc lò lúc tù, đúng lò bây giờ kiệt sức luôn, tóc nó đã bạc phơ luôn, bức lò bây giờ là đi đứng cũng khó khăn nữa đó, nhưng vẫn phải đúc lò. Cái điều sai nhất của bác Trọng đó là bác Trọng muốn đúc lò đó, bác Trọng phải nhờ một cái cơ quan, mà cái cơ quan đó là cái cơ quan 331 đó, là cơ quan của công an đó, mà bác Trọng không biết. Cái chùm hối lộ là cái cơ quan đó đó, cái chùm hối lộ là cái cơ quan đó, mà ngược lại bác Trọng phải nhờ cái cơ quan đó đi bắt tội phạm, thì bắt chừng nào mới xong các quý vị. Đối với Nguyên là bác Trọng phải giải quyết cái chùm đó trước, cái chùm đó nó phải thanh bạch trước, cái chùm đó nó là phải là minh bạch đàng hoàng trước, rồi từ đó mới bắt người khác. Nhưng đó là cái ổ, trời ơi, 331 là cái ổ tham nhũng, đủ lãnh vực hết, là cái ổ tham nhũng, lấy bảo kê, phạt tiền xe, đủ thứ, lấy đủ thứ tiền này tiền kia hết, làm đủ thứ môi tiền người dân hết, từ hải quan của sân bay đến hải quan cửa khẩu, đến hải quan tàu bè, chỗ nào mà không ăn, cả luôn vấn đề của giấy tờ và hành chánh phường xã, công an nào không ăn, công an nào mà không đúc lót. Mà bác Trọng lại sử dụng cái bộ công an này đi bắt tham nhũng, rồi sao, làm sao bắt hết được bác Trọng? À, Nguyên nói đúng không? Các quý vị ở Việt Nam, các quý vị thấy là công an là bỏ túi không? Ông nào mà không bỏ? Bây giờ kêu cái bộ máy tham nhũng nhất đất nước Việt Nam đi bắt tham nhũng là chết rồi. Nên là bác Trọng đầu tiên nhất, Nguyên khuyên bác Trọng đó nghe, bây giờ bác Trọng cũng lớn tuổi rồi. Mà người ta kêu ông bà mình có câu đó, cọp chết để da, người chết để tiếng. Giờ bác Trọng để cái tiếng vang đi. Bây giờ mình loại trừ công an tham nhũng ra hết, mình lọc ra hết, mình lọc máu ra nha, mình lọc máu ra, bây giờ phải lọc máu thôi, hút hết máu nó ra, mình bơm máu minh bạch vô, mình hút máu tham nhũng ra, mình bơm máu minh bạch vô. Khi nào cái bộ máy công an là cái bộ máy giữ an ninh trật tự của đất nước nó hoàn toàn sạch sẽ, nó hoàn toàn tốt đẹp, nó đi theo đúng theo cái luật pháp, chúng ta hãy đi bắt người, chúng ta lúc đó mới đi bắt người. Còn bây giờ bác làm ngược lại hết, cái nơi mà kêu là cái nơi đẻ ra tham nhũng bác không bắt, bác làm như vậy là công an nó càng tham nhũng nhiều thôi, mỗi lần nó bắt một người là người ta hối lộ cho nó nữa. Ê, anh chạy chọt giùm anh, giúp đỡ giùm anh, tòa án giúp đỡ gì anh bác làm như vậy thì cuối cùng là công an lại ăn nữa, công an là mập nữa, tức là công an ít có nào ốm lắm, bộ công an là thấy ngon lành cành đào, mỗi lần bắt là kiếm nữa rồi, mỗi lần hốt là công an là hốt nữa rồi, mỗi lần hốt là thấy ngon lành cành đào nữa rồi đó, mỗi lần hốt người kia nọ là thấy vô bay ơi, ấm bay ơi, năm nay tao ấm bay ơi, năm nay tao xây biệt thự bay ơi, phải không? Nguyên nói cái điều Nguyên nói là Nguyên nói sự thật, mà cái sự thật thì nó mít lòng. Nên là tại sao Nguyên nói là bây giờ chống tham nhũng đầu tiên là chúng ta phải làm sao gút máu tham nhũng ở công an ra hết đã, rồi minh bạch xong rồi chúng ta bắt người khác. Chứ bây giờ làm ngược kiểu này bắt hoài có không hết, mười mấy năm rồi cũng thấy đúc hoài cũng vậy, đúc hoài. Bác Trọng mà làm được điều đó Nguyên bảo đảm luôn, bác Trọng mà ngày bác Trọng đi là ngày nào con cũng thắp nhang hết. Nhưng mà bác làm được điều đó nha,
Bác làm sao làm cho cái bộ máy công an nó hoàn toàn đi theo đúng cái hiến pháp và luật pháp hiện bây giờ. Nó không có thể ăn tiền chặn hối lộ làm những chuyện sai phải, nó làm đúng theo cái quy trình mà hiến pháp đã có quy định, luật pháp đã có viết, và nó tuân thủ theo cái điều đó. Phải làm được như vậy đó thì đất nước Việt Nam chúng ta mới có sự tiến bộ. Và tại sao Huy nói cái điều này? Các vị biết tại sao Nga tấn công vào Ukraine không? Vì Ukraine suy yếu. Tại sao Ukraine suy yếu? Vì Ukraine tham nhũng. Một cái quốc gia tham nhũng là cái quốc gia không thể nào ngóc đầu lên được. Từ thời vua chúa đến nay, tất cả những cái đế chế sụp đổ đều xuất phát từ sự tham nhũng hết. Sự tham nhũng nó làm cho cái xã hội nó mất thăng bằng. Và sự giai cấp giàu nghèo nó sẽ làm sự phẫn nộ của dư luận. Và đất nước suy yếu là do mấy thằng cha tham nhũng. Bất cứ đế chế thời đại nào giống như thời đại nấy, từ thời đời vua chúa, các quý vị coi phim và đọc truyện hay đọc sách thì các quý vị đã thấy tất cả đời đất nước nào bị người ta chê bai, bị người ta chơi roi là một cái xã hội băng hoại, một cái xã hội tệ bại là cái xã hội đều tham nhũng. Nó đều tham nhũng hết. Ukraine bị Nga tấn công, lỗi là lỗi chính từ Ukraine, là bởi vì cái đất nước quá tham nhũng. Và chỉ có thời Tổng thống Zelensky là mới cải tiến gần đây thôi. Bữa nay mới bắt nữa nè. Bộ trưởng Bộ Công Thương gì nè của Ukraine bị bắt. Vì cái tội là dùng đất của chính phủ biến thành đất của mình. Với cái giá trị tới 7 triệu Mỹ Kim. Đất nước thì đang chiến tranh. Dân thì đang lầm than. Vẫn cũng có kẻ người đang tìm những miếng đất. Thì cho các vị hiểu rằng là đất nước tham nhũng băng hoại, chúng ta bị xâm lược là bởi vì đất nước chúng ta hối lộ đó. Càng hối lộ chừng nào thì đất nước chúng ta càng suy yếu chừng ấy. Và muốn giải quyết hối lộ thì đầu tiên là cái bộ tư pháp, cái bộ luật pháp nó phải minh bạch. Lực lượng cảnh sát và lực lượng mà kêu tòa án nó phải minh bạch, nó phải đi theo đúng theo cái lịch trình và hiến pháp, và toàn dân phải tuân theo nó. Vì nó đã minh bạch và nó là người đem ra lực và ép người ta phải tuân theo lực. Nhưng chính bản thân nó là cái nơi trùm tham nhũng. Thì làm sao giải quyết được tham nhũng? Đây là chương trình chủ đề của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin đó đây. Tất nhiên quan điểm chính trị đều là quan điểm trái chiều. Ai cũng có những cái quan điểm riêng, ai cũng có cái lập luận riêng và ai cũng có những cái suy nghĩ riêng. Nguyên rất là hào hứng được có thể có cơ hội cùng các quý vị chia sẻ những quan điểm và những tranh luận, đặc biệt là mấy bác Red Bull. Nếu Red Bull nào có những cái câu hỏi và có những cái gì đó thì cứ sẵn sàng viết vào trong diễn đàn. Nguyên sẽ sẵn sàng đáp trả lại một cách đàng hoàng và tử tế. Để chúng ta tìm hiểu được những cái sự sai phạm, mục đích ở đây không phải là chỉ trích, phải nhớ thẳng, Nguyên nói thẳng, mục đích là để cho chúng ta nhìn thấy cái đường chúng ta đi nó không đúng và chúng ta cần thiết phải cải thiện nó, phải thay đổi nó để cho cái tương lai đất nước nó tốt hơn. Chứ mục đích của Nguyên không phải là nói lên một cái gì đó. Có nhiều người họ hay mặc cảm lắm. Mỗi lần nói về vấn đề Việt Nam, mà đặc biệt là vấn đề chính trị hay vấn đề gì không tốt, thì họ mặc cảm, họ cảm giác đất nước của họ đã bị xâm phạm. Cái tôi của họ rất là lớn, họ nhảy đông đỏng lên liền. Tại sao mày nói xấu Việt Nam vậy? Không. Không ai nói xấu Việt Nam hết. Để chúng ta biết là chúng ta có cần sự thay đổi và xây dựng nó. Nếu chúng ta che lấp nó, chúng ta im lặng, là chúng ta đồng ý với cái hành, cái sự việc nó đã xảy ra. Nó phải có sự tiến bộ. Nó phải có sự tiến bộ. Nó không thể nằm y ở đây. Nó đã nằm y đây mấy chục năm rồi. Nó nằm y đây 40 mấy năm rồi. Nó phải bắt đầu, nó phải nhúc nhích. Cái hiến pháp và luật pháp Việt Nam nó phải thay đổi với thời đại. Tạm biệt các quý vị, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại với nhiều bản tin khác. Bye bye của chú anh chị em.